Sau hành trình vượt cạn, cơ thể người mẹ bắt đầu khôi phục lại những gì đã thay đổi trong suốt thai kỳ và sinh nở đặc biệt. Cơ thể người mẹ gần như đã kiệt sức cùng những vấn đề về sức khỏe trong giai đoạn hậu sản. Nếu các mẹ không chú ý, sẽ vô cùng nguy hiểm tới tính mạng. Vì vậy, kênh tạp chí Online hôm nay sẽ chia sẻ cùng các mẹ 5 lưu ý vô cùng quan trọng sau sinh. Các mẹ hãy lưu lại nhé! Lưu ý số 1: quan sát dấu hiệu sinh tồn. Trong vòng 2 giờ sau sinh, sản phụ cần được quan sát chặt chẽ, thường xuyên kiểm tra nhịp tim, huyết áp, hô hấp, lượng sản dịch chảy ra cũng như quá trình co tử cung. Vì lúc này sản phụ dễ có biến chứng nghiêm trọng như xuất huyết, sản giật tắc gối, sữa về khiến ngực căng tức lên. Mẹ có thể sút nhẹ nhưng không quá 38 độ C. Nếu sau một ngày mẹ vẫn sốt cao, thì khả năng tiêm tắc sữa hoặc nhiễm trùng đường tiết niệu. Lưu ý số 2: sự co thắt tử cung. Sau khi sinh, tử cung sẽ co thắt để trở lại kích cỡ ban đầu trước khi mang thai. Trong trường hợp tử cung có bóp mạnh, khiến vết mổ lấy thai hoặc vết sạch âm đạo nghiêm trọng, cần báo ngay bác sĩ. Ra sản dịch là điều bình thường ở phụ nữ sau sinh, kể cả mổ đẻ và mổ thường. Quá trình này sẽ kéo dài 2 đến 6 tuần. 3 ngày đầu sản dịch ra nhiều có máu và có màu đỏ tươi, sau đó nhạt dần thành hồng nhạt giống như dịch loãng. Nếu quan sát thấy sản dịch có màu lạ kèm theo mùi hôi, có thể đã bị bế sản dịch, cần phải liên hệ bác sĩ ngay. Lưu ý số 3: vận động sau sinh. Trong 3 ngày đầu sau sinh, sản phụ chỉ nên vận động nhẹ nhàng, không để ảnh hưởng đến vết mổ. Việc đi lại sớm giúp tử cung có lại nhanh, sản dịch ra nhanh hơn và sớm phục hồi chức năng tiết niệu. Tuy nhiên, sản phụ không thể làm việc nặng nhọc hay ngồi xổm lâu để tránh bị sa tử cung. Lưu ý số 4: việc vệ sinh vùng kín. Sau khi sinh, sản dịch sẽ ra nhiều nên chị em cần thay băng vệ sinh thường xuyên sau 3 đến 4 giờ để tránh bị viêm nhiễm. Chỉ nên dùng nước ấm để vệ sinh vùng kín một cách nhẹ nhàng. Sau khi rửa, dùng khăn bông sạch thấm khô. Tuyệt đối không dùng khăn ướt, giấy vệ sinh có mùi thơm để lau vì hóa chất có thể gây viêm nhiễm. Lưu ý số 5: bài tiết sau sinh. Sau khi sinh, đặc biệt là sinh thường, sản phụ sẽ thấy khó đi tiểu vì bàng quang bị giãn và cảm giác sợ bị rát chỗ rạch. Để có thể đi tiểu, chị em có thể thử đi tiểu ngày mùng 4 đến 6 tiếng sau khi sinh, dù có cảm giác muốn hay không. Trường vùng bụng dưới rốn bằng chăn ấm hoặc xông vùng kín bằng nước ấm. Hãy nghe tiếng nước chảy để kích thích việc đi tiểu. Các mẹ đừng bỏ qua những chú ý vô cùng quan trọng này nhé. Đặc biệt các mẹ hãy lưu lại và chia sẻ cho người thân, bạn bè của mình cùng biết nhé. Chúc các mẹ mạnh khỏe và đừng quên đăng ký kênh để nhận được những kiến thức giá trị hơn nữa nhé.